chương 31 Mang ngưu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi, trong thời gian kế tiếp, lấy núi nhỏ làm trung tâm, Chu Minh Nhạc tại rời xa sông nhỏ phương hướng trọng vẹn đào hơn 10 đường chiến hào. Núi nhỏ ba mặt bị nước bao quanh, dòng sông tại vị trí này không tính quá sâu, nhưng mặt sông lại rất rộng rãi, mang tộc muốn từ mặt sông vây công tới, tại khuyết thiếu vũ khí tầm xa tình huống dưới, độ khó là rất lớn. Huống chi, Chu Minh Nhạc còn để binh sĩ đem tới gần chân núi đáy sông đào sâu. Mà núi nhỏ lục địa một mặt, đào nhiều như vậy chiến hào, mang ngưu lực trùng kích không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Đương nhiên, hắn kế hoạch không hề chỉ chỉ là như thế. Phía trước nhất ba đạo chiến hào bên trong cắm đầy vót nhọn cọc gỗ, trọng trang thương binh, bộ binh hạng nặng thậm chí cả phổ thông thương binh, bộ binh, cung binh thì bị theo thứ tự bố trí tại về sau chiến hào bên trong, tất cả trường cung binh cùng tăng lữ, thần quan đặt ở trên núi nhỏ. Kỵ binh, kỵ binh hạng nặng thì bị Chu Minh Nhạc thả ra quấy rối mang tộc đại quân tốc độ tiến lên, vì bên này bố trí tranh thủ thời gian. Đương nhiên, những cái kia tiến về quấy rối mang tộc đại quân kỵ binh, kỵ binh hạng nặng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tổn thất một chút, nhưng đây là đáng giá. Làm mang tộc đại quân chạy đến thời điểm, chu minh nhạc kế hoạch phòng tuyến đã bố trí xong ghé vào núi nhỏ về sau chu minh nhạc ló đầu ra ngoài nhìn xem không ngừng tới gần mang tộc đại quân trong lòng là có chút u buồn nếu như mình có mấy trăm thùng xăng liền tốt rót vào chiến hào bên trong chờ mang tộc xong lại thời điểm diêm hướng bên trong ném một cái mang tộc sợ rằng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đáng tiếc trên tay mình ngay cả dầu cải đều không có liền càng đừng đề cập xăng trong thế giới này đại khái là không có xăng. Mang tộc chính là mang tộc, cho dù nhìn thấy quân đội nhân loại đã bố trí tốt phòng tuyến, lại vẫn không có mảy may e ngại, hơn 700 mang tộc chiến sĩ vừa đến nơi này, vị kia ngồi tại mang ngư trên lưng mang tộc tù trưởng một tiếng gầm rú, những mang tộc đó chiến sĩ liền trực tiếp mở ra vô não heo đột chiến thuật. Căn bản cũng không cần chu minh nhạc hạ lệnh, ngồi chờ tại trên núi nhỏ trường cung binh lập tức liền kéo cung dẫn tiễn, đem mấy chục chi trọng tiễn bắn đi ra bá bá bá. Liên tiếp mũi tên xuyên qua nhục thân thanh âm tại trên chiến trường vang lên, về sau lại liên tiếp mang tộc tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này liền có hơn 20 tên mang tộc chiến sĩ đổ vào công kích tuyến trên đường. Nếu như đổi thành bình giả phía trên giao thủ, Chu Minh nhạc thủ hạ trường cung binh muốn mở màn liền lấy được chiến quả như vậy, là không thể nào. Cũng chỉ có như vậy ba mặt bị nước bao quanh, mang tộc chiến sĩ chỉ có thể từ một mặt công kích địa hình, mới có thể thu hoạch được chiến quả như vậy. Cái này khiến Chu Minh Nhạc cũng hơi khẽ thở vào một cái. Cái này A Ba Bộ Lạc tù trưởng cố nhiên lợi hại, nhưng này thủ hạ phổ thông mang tộc chiến sĩ vẫn không có thoát ly phạm vật phạm vi, bằng không mà nói, chính mình ngay lập tức nên cân nhắc để sư thiếu kỵ binh mang theo chính mình đào vong. Tại trường cung binh liên xạ ba đợt, đổ xuống hơn 70 người về sau, mang tộc chiến sĩ khoảng cách đạo thứ nhất chiến hào còn có xa 30 mét mà khoảng cách này đúng lúc là cung binh tầm sát thương. Cho nên chỉ nghe băng 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 liên tiếp dây cung chấn động tiếng vang lên, chi chít mưa tên đằng không mà lên, trên không trung xẹt qua một đạo hoàng mỹ đường vòng cung về sau, rơi vào mang tộc công kích bậy trong cơ thể. Đương nhiên, cung binh tầm bắn trăm mét, sử dụng nhẹ tiễn, này lực sát thương cùng trường cung binh trọng tiễn so sánh, quả thực có chút chênh lệch. Những cái kia trúng tên mang tộc chiến sĩ đều không có lên tiếng, chỉ là vùi đầu xông về phía trước, bọn họ quyết định trong lòng chính là đừng nhìn ngươi bây giờ làm cho hoang, chờ ta cận thân đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đến nỗi ngã xuống mang tộc chiến sĩ, một cái không có. Thẳng đến bọn hắn tới gần đạo thứ nhất chiến hào lúc, trường cung binh bắn ra lại một đợt mưa tên mới lát đác lưa thư rơi xuống, đem hơn 10 xui xẻo mang tộc chiến sĩ bắn té xuống đất. Ta đi, tình huống như thế nào? Đậu xanh thảo hủy võng. No. Ba. Là mang tộc chiến sĩ vọt tới chiến hào lúc trước biểu lộ đại khái chính là phía trên những thứ này. Bọn hắn nhìn thấy chiến hào độ rộng là bọn hắn căn bản liền không khả năng nhảy vọt đi qua. Càng nhìn thấy chiến hào dưới đáy chi chít vót nhọn cọc gỗ, liền xem như cái kẻ ngu cũng biết cái này nhảy vào đi không có làm đầu a à. sẽ chết người. Nhìn sông lên phía trước nhất mang tộc chiến sĩ cũng không cách nào dừng lại chân mình bước, bởi vì hắn dừng lại sau lưng huynh đệ không ngừng a. À trực tiếp liền một chút đem phía trước mang tộc chiến sĩ đụng nhập chiến hào, chính mình cũng đi theo tiếng chiến hào, sau đó liền nghe được cọc gỗ xuyên thấu thân thể ngột ngạt tiếng vang truyền ra. Thoáng qua ở giữa, này đạo thứ nhất chiến hào bên trong liền ngay cả đẩy mang chen rơi vào hơn 50 mang tộc chiến sĩ, may mắn phía sau mang tộc chiến sĩ nghe được phía trước trống lên một tiếng, kịp thời chi phanh lại công kích bước chân, bằng không mà nói, sẽ rơi vào càng nhiều tuy nói cũng không phải là tất cả rơi vào mang tộc chiến sĩ đều bị cọc gỗ đâm chết, nhưng sống sót cũng chỉ có hơn 10 người, đồng thời mỗi một cái đều là thân chịu trọng thương, đồng đậy có thể, muốn giống trước đó như thế công kích, nhảy nhót tưng bừng lại là không thể nào. Làm sao bây giờ? Mang tộc chiến sĩ chi chít chen chúc tại chiến hào trước mắt trợn tròn. Bọn hắn mắt trợn tròn, ngồi sổm ở núi nhỏ cùng chiến hào trường cung binh, cung binh nhưng không có mắt trợn tròn, bọn họ dựa theo chính mình cố định tiết tấu, không ngừng kéo cung dẫn tiễn, đem từng lớp từng lớp mưa tên chiếu xuống mang tộc chiến sĩ trên đầu. Này nguyên bản khí định thần nhàn cưỡi tại mang ngư trên lưng, nhìn xem chính mình đại quân công kích, kỳ vọng lấy những cái kia nhân loại bị giết đến quan mũ cởi giáp, toàn quân bị diệt mang tộc tù trưởng cũng đi theo mắt trợn tròn. Bởi vì văn đời minh chênh lệch quan hệ, mang tộc căn bản không hề được chứng kiến một chiêu này. Tốt a, à, liền xem như phờ lo vương quốc, đại khái suất cũng không có bao nhiêu người sẽ nghĩ ra đào chiến hào một chiêu này để ngăn cản mang tộc tiến công dù sao liền xem như phờ lo vương quốc bọn họ tác chiến phương thức lại cao cấp cũng chính là hai bên bộ binh bày trận kỵ sĩ công kích phòng binh sĩ áp trận dùng nông phu làm pháo hôi ngay cả cung binh đều không có bao nhiêu còn suy nghĩ gì chiến hào chiến thuật đâu chiến hào ngăn trở địch nhân có làm được cái gì a à, cũng ngăn trở phía bên mình kỵ sĩ công kích con đường a à. Bất quá mang tộc tù trưởng có thể lên làm tù trưởng cũng không chỉ chỉ là cơ bắp bổng tử, bao nhiêu cũng có chút đầu óc. Hắn lập tức liền để người gợi lên kèn lệnh, để đóng chen tại chiến hào phía trước mang tộc chiến sĩ lui lại để mở con đường, về sau thì xây sư khu động mang ngưu, phát động công kích. Làm ba đầu mang ngưu bắt đầu gia tăng tốc độ sông về trước phong thời điểm, này thanh thế là cực kỳ kinh người. Mặt đất đều tùy theo chấn động, để khoảng cách tương đối gần mang tộc chiến sĩ không tự chủ được ngã trái ngã phải. Đồng thời, mang ngưu trong miệng phát ra to vô cùng hồng tiếng kêu, như là hơn 10 mặt trống trận đồng thời gõ vang. Có thể nói như vậy, cái này ba đầu mang ngưu xem như A3 bộ lạc đòn sát thủ. Dĩ vãn cùng địch quân bộ lạc giao chiến thời điểm, chỉ cần ba đầu mang ngưu phát động công kích, cho dù là bưu hãng vô cùng mang tộc chiến sĩ cũng sẽ bị dọa đến thất kinh, hốt hoảng chạy trốn, nhất cử đặt vững thắng cục nhưng lúc này đây, tại ba đầu mang ngưu công kích thời điểm, đối phương vậy mà không có chút nào nửa điểm e ngại, chưa từng xuất hiện một cái đào binh. Thẳng đến này ba đầu mang ngưu quanh một tiếng nhảy vào chiến hào, phát ra tiếng kêu thảm, lập tức liền chi chít mưa tên bao trùm mà xuống. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 Nội tạng hai phần mang tộc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com mang ngư tuy nói trên thân lân phiến dày đặc cho dù trọng tiễn đánh trúng cũng vô pháp đánh cho trọng thương nhưng này nhảy vào chiến hào về sau mềm mại bàn chân nhưng không có bảo hộ bị cọc gỗ hung hăng đâm vào tự nhiên là thống khổ không chịu nổi không hề nghi ngờ mang ngưu tao ngộ để mang tộc tù trưởng nổi giận vô cùng hắn dẫn theo một thanh cốt mâu liền dẫn khác hai tên mang ngưu ngự giả nhảy đi xuống này hai tên mang ngưu ngự giả cũng là mang tộc trong bộ lạc cường giả cùng tù trưởng cùng nhau nhảy vào chiến hào, tránh đi cọc gỗ, tự nhiên cũng không có có nhận đến tổn thương gì. Bất quá chờ bọn hắn nhảy lên mặt đất hướng phía đạo thứ hai chiến hào phóng đi thời điểm, mưa tên lại lần nữa bao trùm xuống tới, cho dù là cường đại nhất tù trưởng trên thân cũng không thể tránh khỏi phủ lên mấy mũi tên. Đương nhiên, mưa tên đối phó tù trưởng tác dụng cũng không lớn, ngược lại là những mang tộc đó chiến sĩ thân ở tầm bắn bên trong, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Cái này trước trước sau sau, đổ vào công kích trên đường cùng chiến hào bên trong mang tộc chiến sĩ số lượng đã vượt qua 150 người. Nói cách khác, lần này xuất chiến mang tộc chiến sĩ đổ xuống hai thành trở lên. Đây đối với bất luận cái gì một chi quân đội mà nói, đều là cực kỳ thê thảm đau đớn tổn thất. Đổi thành quân đội nhân loại, hai thành tổn thất đủ để để bọn hắn làm trận chạy tán loạn. Còn tốt, mang tộc chiến sĩ càng thêm bưu hãn, chút tổn thất này ngược lại kích phát lửa giận của bọn họ, mắt thấy tù trưởng mang theo hai tên mang ngưu ngự giả phóng tới đạo thứ hai chiến hào những cái kia nguyên bản nghe theo mệnh lệnh rút lui mang tộc chiến sĩ cũng hai mắt xích hồng lại lần nữa hướng phía chiến hào nhảy đi xuống đương nhiên lần này nhảy chiến hào tổn thất liền không có trước đó lớn như vậy một ba đầu mang ngưu bị đau tại chiến hào bên trong lung tung dãy giụa đem đại bộ phận cọc gỗ quét dọn trống không hai trước đó bị cọc gỗ đâm chết mang tộc thi thể cũng ngăn trở cọc gỗ tổn thương leo ra đạo thứ nhất chiến hào, mang tộc chiến sĩ đi theo bọn hắn tù trưởng lại lần nữa công kích. Thậm chí có một ít mang tộc chiến sĩ vừa lôi vừa kéo, vậy mà đem một đầu mang ngư từ chiến hào bên trong kéo lôi ra ngoài, gia nhập vào công kích trong đội nhóm. Ân, ừ, mặc kệ những mang tộc đó là công kích vẫn là lui lại, chỉ cần tại tầm bắn phạm vi bên trong, những cái kia trường cung binh, cung binh đều không có dừng lại qua xạ kích. Duy nhất dừng lại chính là mỗi bắn ra 15 tiễn bọn họ cần nghỉ ngơi cùng lúc trước bắn tên gấp đôi thời gian, bằng không mà nói, sẽ tăng lớn bọn hắn phụ tải, một lúc sau rất dễ dàng khiến cái này trường cung binh, cung binh hai tay báo hỏng rơi. Đương nhiên, cho đến bây giờ, bọn họ cũng liền chỉ bắn ra 11-12 tiễn A. Chu Minh nhạc một mực ghé vào núi nhỏ đằng sau, không có trực tiếp lộ diện. Không có cách nào, trước đó điều tra lúc vị tù trưởng kia bạo lực ném quả thực để hắn cảm giác hai chân có chút như nhũng ra. Từ ngọn núi nhỏ đến vị tù trưởng kia khoảng cách, hiện tại cũng chỉ có chừng 200 thước, đối phương cốt mâu ném tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết chính mình. Duy nhất để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút kỳ quái là, cho dù mang tộc gặp rất tổn thất lớn, vị tù trưởng kia đều không có đem cốt mâu bắn về phía trên đỉnh núi những cái kia uy hiếp cực lớn trường cung binh. Mang tộc tù trưởng lại không thông chiến trận, nhìn thấy mang tộc chiến sĩ thảm trạng, trên người mũi tên, cũng có thể biết cung tiễn loại này vũ khí công kích tầm xa lợi hại nhưng hắn chính là không có ném ra cốt mâu chu minh nhạc quan sát tỉ mỉ một chút này mang tộc tù trưởng cánh tay ân ừ, so cốt mâu ném lúc bộc phát càng mạnh chẳng lẽ này uy lực kinh người vô cùng cốt mâu ném bộc phát đối nó có rất lớn tác dụng phụ nghĩ đến cũng là như thế nếu như không phải như thế tù trưởng này chỉ sợ cũng sẽ không trơ mắt nhìn những cái kia cung binh đối với tộc nhân mình tùy ý bắn giết. Giải được điểm này về sau, Chu Minh Nhạc vẫn không có chủ quan, dù sao liền hiện tại mà nói, chiến trường ưu thế đã chậm rãi hướng phía bên mình khuynh đảo, ai biết này mang tộc tù trưởng cốt mâu ném lúc nào khôi phục. Chính mình vẫn là sợ một điểm tốt, miễn cho chủ quan mất kinh châu, 80 lão nương ngược lại kéo căng hài tử, vậy thì buồn cười. Vọt tới đạo thứ hai chiến hào, mang tộc tù trưởng dẫn đầu lao xuống chiến hào, bước chân không ngừng, trong tay cốt mâu quét ngang, đem từng cây cọc gỗ quét gãy, làm hậu tục mang tộc chiến sĩ mở một đầu an toàn con đường, về sau hắn nhảy lên mặt đất, hướng phía đạo thứ ba chiến hào phóng đi. Chờ hắn xông dưới thứ ba đường chiến hào thời điểm, lập tức liền có hơn 10 tên trọng trang thương binh xuất hiện tại chiến hào về sau trên mặt đất, cùng nhau duỗi ra trường thương, hướng phía đang chờ nhảy ra chiến hào mang tộc tù trưởng đâm xuống mang tộc tù trưởng vừa mới nhảy ra chiến hào, lực đạo đã già, cực kỳ biệt khuất bị đám kia trọng trang thương binh cho đâm trở về. Nhưng từ lúc này bắt đầu, Chu Minh Nhạc thủ hạ cung binh liền phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Không có không ngừng bao trùm mà xuống mưa tên, những mang tộc đó chiến sĩ từng cái tự như đánh máu gà, ngao 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 xông ra đạo thứ hai chiến hào, chạy về phía đạo thứ ba chiến hào, ý đồ tiếp viện nhà mình tù trưởng. Ngược lại cái kia vừa mới leo ra đạo thứ nhất chiến hào, lại bị đạo thứ hai chiến hào hãm ở mang ngưu, nhưng không có mang tộc đi để ý tới. Cái này rất bình thường, mang tộc cùng nhân loại tuy nói lớn lên tương đối tương tự, nhưng trên thực tế cũng không phải là một cái giống loài. Điểm này, Chu Minh Nhạc xác nhận qua. Tuy nói giải phẫu thi thể để người có chút buồn nôn, nhưng mang tộc thể nội khí quan mặc kệ trái tim, thần vẫn là cái khác cái gì đều là hai phần, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt chu minh nhạc hoài nghi mang tộc dna đều là hai phần phỏng chế đương nhiên tại không có dụng cụ tình huống dưới hắn là không có cách nào xác nhận có lẽ chính là ảnh hưởng này mang tộc tính cách cực kỳ bạo ngược xung động bọn họ tại thời điểm chiến đấu rất dễ dàng liền đem đầu óc vứt bỏ một mực một mực mênh mông mãn tốt a à, chu minh nhạc trên thực tế cũng rất muốn mãn mãn nhiều đơn giản a à, căn bản cũng không cần phí đầu óc nhưng lấy hắn hiện trên tay binh lực nếu thật là chính diện mãn đổi, liền phải chạy thoát thân. Còn tốt, mang tộc càng mãn A. À. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều mang tộc chiến sĩ tràn vào đạo thứ ba chiến hào, cũng hướng xuống đất phóng đi. Dưới loại tình huống này, vẹn vẹn dựa vào một chút trọng trang thương binh, muốn đem mang tộc tù trưởng bức về đi, độ khó cũng quá đại. Cho nên Chu Minh Nhạc lập tức liền để trọng trang thương binh rút về đi, dựa vào phía sau chiến hào, vừa đánh vừa lui, kéo dài thời gian đang rút lui đến đạo thứ năm chiến hào thời điểm cung binh, trường cung binh khôi phục lại, lại lần nữa kéo cung dẫn tiễn, đem từng lớp từng lớp mưa tên trút xuống đến mang tộc chiến sĩ trên đầu. Đồng thời, tất cả bộ binh, thương binh tiếp nhận lui ra đến trọng trang thương binh, đè vào chen chúc mà tới mang tộc chiến sĩ trước mặt. Lúc này mang tộc chiến sĩ đã chiến tổn vượt qua 250 người trở lên, Chu Minh Nhạc cần tiến một bước tiêu hao đối phương, mới có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng những bộ binh kia, thương binh rất khó ngăn cản mang tộc chiến sĩ công kích, tại mang tộc chiến sĩ huy động vũ khí ném ra về sau, bọn họ liền sẽ bị nện đến liên tục trút lui, thậm chí miệng phun máu tươi. May mà Chu Minh Nhạc đem tất cả tăng lữ, thần quan đều mang lên. Mặc kệ là tăng lữ vẫn là thần quan, tại bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, vung động vũ khí trong tay thời điểm, liền sẽ có từng mảnh từng mảnh màu trắng quan vũ trống rỗng tạo ra, rơi vào những bộ binh kia, thương binh trên thân, cấp tốc chữa trị bọn hắn thương thế bên trong cơ thể. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 Tiếng dài tài nguyên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cho nên, mang tộc các chiến sĩ cho dù trở nên cùng bạo vô cùng, đánh cho chu Minh nhạc một phương liên tục bại lui, nhưng lại rất khó đem bọn hắn triệt để giết chết. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn rất khó mà bộ binh thương binh phản kích thì có thể tại mang tộc chiến sĩ trên thân lưu lại từng đạo thương thế những thương thế này tích lũy rất nhanh liền sẽ để cho những mang tộc đó chiến sĩ không cách nào chèo chống đổ xuống tương đối những mang tộc đó chiến sĩ mà nói mang tộc tù trưởng không thể nghi ngờ phải cường đại quá nhiều hắn trong tay cốt mâu huy động ra ngoài bất kể là ai dính lấy chính là miệng phun máu tươi xương cốt đứt gãy bay rớt ra ngoài cho nên tại cục diện dặn có hình thành về sau toàn bộ trên chiến trường, ngược lại là này mang tộc tù trưởng đánh giết nhiều nhất. Tại ngắn ngủi hơn 20 phút thời gian bên trong, vượt qua 200 tên bộ binh, thương binh đổ vào mang tộc tù trưởng cốt mâu phía dưới. Nhưng cùng lúc, ngã xuống mang tộc chiến sĩ càng nhiều. Toàn bộ chiến trường liền như là một đài huyết nhục máy trộn bê tông, không ngừng đầu nhập sinh mệnh, đem bọn hắn biến thành từng cổ tàn tạ thi thể. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc cảm giác có chút ổn mình bây giờ thế nhưng là chiếm thượng phong. Liền ngay cả này mang tộc tù trưởng, trên thân cũng biến thành vết thương chồng chất, thậm chí đi theo ở bên cạnh hắn này hai tên mang tộc cường giả đang không ngừng chiến đấu bên trong chống đỡ không nổi đổ xuống. Liền hiện tại mà nói, mang tộc chiến sĩ còn thừa lại gần 300, nhưng từng cái trên thân đâm đầy mũi tên, vết thương chồng chất, mà Chu Minh Nhạc bên này đè vào phía trước nhất thương binh vẹn vẹn chỉ còn lại có 70, 80 người, ngược lại là càng linh hoạt bộ binh còn có 170.180 người, gắt gao đem mang tộc tù trưởng cuốn lấy. Theo lại một đợt mưa tên vạch qua bầu trời rơi xuống, đã là cường nổ mạc cảo mang tộc chiến sĩ nơi nào còn chịu đựng được, bá 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 đổ xuống một mảng lớn. Mắt thấy tộc nhân mình thương vong thảm trọng, này mang tộc tù trưởng lúc này cũng là nổi giận vô cùng, cánh tay phải đột nhiên liền bành trướng. Chu Minh nhạt đôi mắt thế nhưng là một mực chăm chú vào mang tộc tù trưởng trên người, nhìn thấy đối phương xuất hiện dị trạng, ngay lập tức liền trốn đến núi nhỏ mặt sau, không chút nào cho đối phương khả năng công kích mình cơ hội. Bất quá này mang tộc tù trưởng căn bản không hề chú ý tới trên núi nhỏ còn có cái chu minh nhạc, hắn cánh tay phải bành trướng đến cực hạn về sau, chính là một cốt mâu hướng về phía trước quét ngang ra ngoài. Này cốt mâu quét ngang thời điểm chính là quan mang đại tác, lập tức liền một vệt ánh sáng diễm tại trên chiến trường quét ngang ra. Này những nơi đi qua, không khí đều bốc cháy lên, ngăn tại này tuyến trên đường, mặc kệ là mang tộc chiến sĩ còn là nhân loại bộ binh, thương binh, đều bị chặn ngang cắt đứt. Cứ như vậy một chút, trên chiến trường bộ binh, thương binh liền gần như toàn diệt, liền ngay cả đã thối lui đến đằng sau mấy đạo chiến hào bên trong cung binh, bởi vì không có đề phòng đến cái này đột nhiên ngoài ý muốn, cũng bị cùng nhau cắt một đợt đầu người. Ân, là chân chính đầu người. Kinh khủng nhất thì là, làm này quan diễm quét đến chân núi thời điểm, thậm chí ngay cả chân núi mấy khối cự thạch đều bị cùng nhau chặt đứt ngã xuống khỏi đi một nửa cự thạch mặc các bộ phận bóng loáng vô cùng như là mặt kính đậu đen rau muống thấy cảnh này chu minh nhạc phía sau lưng mồ hôi lạnh bá liền ra còn tốt chính mình không có biểu hiện anh dũng đứng trên chiến trường đi bằng không mà nói lần này chính mình chỉ sợ đều tránh không xong bất quá đáng được ăn mừng chính là này mang tộc tù trưởng tuy nói thả ra như vậy đại chiêu nhưng thả xong sau lập tức liền một cái lão đảo, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, đầy đủ hiện ra như vậy đại chiêu đối nó gánh vác chi trọng, tuyệt đối với không phải có thể tùy tiện thả ra. Cấp tốc phán đoán một chút trên trận cục diện, Chu Minh Nhạc quả quyết ra lệnh. Có lại ở phía sau một đạo chiến hào bên trong, may mắn tránh thoát một kiếp trọng trang thương binh dẫn đầu liền xông ra chiến hào, hướng phía này mang tộc tù trưởng phóng đi, mà số lượng càng nhiều bộ binh hạng nặng thì nhau nhau rút ra trường kiếm, tay trái khiên tròn nắm chặt trường kiếm đánh khiên tròn về sau theo sát phía sau mắt thấy địch nhân phát động công kích những cái kia nguyên vốn có chút kiệt lực mang tộc chiến sĩ từng cái gào lên liều mạng tiến lên ý đồ bảo hộ tù trưởng hai bên rất nhanh liền đụng vào nhau trường kiếm trường thương búa đá xương bổng chờ nhóm vũ khí không ngừng hướng phía đối phương công kích máu tươi từ mang tộc nhân loại trên thân tóe lên đem mặt đất tưới nước Lúc này tăng lữ phóng thích trị liệu thuật đã là mệt mỏi gần chết, không thể không dừng lại, ngược lại là những cái kia thần quan vẫn như cũ không ngừng huy sái lấy trị liệu thuật, trị liệu từng người từng người thụ thương quân đội bạn. Bởi vì thần quan hữu lực chèo chống, khiến cho nhân loại một phương ưu thế cấp tốc tăng lên. Tại ngắn mũi năm sáu phần chung gây cấn giao chiến về sau, còn có thể đứng thẳng lên mang tộc chiến sĩ 10 không còn một liền ngay cả tên kia mang tộc tù trưởng cũng bị mấy trọng trang thương binh trường thương hung hăng đâm ngã xuống đất không cách nào động đậy mà lúc này đây này ba đầu mang ngưu mới lung la lung lay ghé vào chiến hào bên trên bên trên lên không được lui vô dụng xấu hổ vô cùng không có cách nào những mang tộc đó chiến sĩ đều chạy đi cứu viện tù trưởng đến mức mang ngưu căn bản không có cách nào thoát ly chiến hào chu minh nhạc cũng không có tù binh mang ngưu ý đồ cho nên tại triệt để đánh tan mang tộc đại quân về sau, bộ binh hạng nặng, trọng trang thương binh hình thành thủy triều lập tức liền hướng phía này ba đầu mang ngưu bổ nhào qua. Ân, ừ, tại những cái kia mang ngưu xuất hiện tại bên trong chiến trường về sau, hắn liền tự chiến tranh ma phường bên trong đạt được tin tức. Mang ngưu cũng là tài nguyên, một loại tiếng giai tài nguyên. Nếu là tài nguyên, như vậy tại Chu Minh Nhạc nơi này liền không thể nào bỏ qua. Muốn nói liền sinh mệnh lực mà nói, mang ngưu có thể xưng chu minh nhạc thấy qua sinh vật bên trong mạnh nhất cho dù trọng trang thương binh trường thương phá vỡ lân phiến đâm vào này thể nội nhưng rút ra về sau này cơ bắp nhúc nhích hải nhiên liền đem vết thương lấp đầy sẽ chỉ chảy ra chút ít huyết dịch cũng đúng là như thế những cái kia trọng trang thương binh phí thời gian thật dài mới đưa ba đầu mang ngưu giết chết trong lúc đó bị mang ngưu đâm chết nhân loại binh sĩ cũng không phải số ít đến tận đây tất cả chiến đấu kết thúc mang tộc đại quân toàn diệt. Chu Minh Nhạc thả ở bên ngoài kỵ binh, kỵ binh hạng nặng ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Nói trở lại, chiến đấu kết thúc về sau, Chu Minh Nhạc kiểm kê chiến tổn thời điểm, đau lòng phải run rẩy. 21 tên bộ binh, 13 thương binh, 139 cung binh, 15 kỵ binh, 2 tăng lữ, 341 tên bộ binh hạng nặng, 104 tên trọng trang thương binh, 60 tên trường cung binh, 20 tên kỵ binh hạng nặng, 12 tên thần quan, 8 tên sư thiếu kỵ binh. Đây chính là chiến hậu người sống sót. Bộ binh thương binh gần như toàn diệt, cung binh tổn thất một phần tư mạnh, bộ binh hạng nặng, trọng trang thương binh riêng phần mình tổn thất hơn 100. Duy chỉ có trường cung binh, kỵ binh hạng nặng, tăng lữ, thần quan, sư thiếu kỵ binh không có có tổn thất. Nói cách khác, lần này ra tổn thất một nửa binh lực. Cỡ nào thảm liệt chiến đấu A? À? Đương nhiên, mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc cảm giác chính mình vẫn là có lợi nhuận. Đem đeo trên cổ chiến tranh ma phường thả ra, để con rối phép thuật đem ba đầu mang ngưu cùng mang tộc tù trưởng, mang tộc cường giả thi thể đều kéo vào chiến tranh ma phường bên trong. Thoáng qua về sau, chiến tranh ma phường phía trên tiếng dài thanh tiến độ liền điên cuồng phát ra 95%. Liền kém 5%, chiến tranh ma phường liền tiếng dài, để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đáng tiếc. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 30 đội trọng thương binh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ân, ừ, quên nói, mang tộc tù trưởng, mang tộc cường giả như vậy siêu phạm giả, này thi thể cũng thuộc về tiếng giai tài nguyên. Còn kém 10% liền có thể lại lần nữa tiếng giai. Chu Minh nhạc sờ sờ vừa mọc ra không lâu sợi râu, để con rối phép thuật đem trên chiến trường thi thể từng cái kéo vào chiến tranh ma phường bên trong. Phế vật lợi dụng nha. Tận khả năng vãn hồi tổn thất mới là vương đạo A. Tuy nói những mang tộc đó chiến sĩ thi thể đã không tính là tiếng giai tài nguyên, nhưng y nguyên có thể sung làm sinh sản binh chủng tài nguyên, nhất định không thể lãng phí. Đem tất cả thi thể thu về, tại núi nhỏ ngồi sống mấy ngày, sản xuất ra binh chủng, xem như đền bù một chút chu minh nhạc tổn thất. Rồng đã ba mươi đội trọng trang thương binh. Vì kiếm đủ cái này ba mươi đội trọng trang thương binh, Chu Minh Nhạc thậm chí phát rồ đem còn lại bộ binh, thương binh thậm chí cả cung binh đều đưa vào chiến tranh ma phường. Cái này cũng khiến cho hắn xuất chinh binh sĩ số lượng khôi phục lại ngàn người. Chu Minh Nhạc cũng không định như vậy trở về, mà là tại binh chủng sinh sản xong Tất về sau, nhổ trại hướng Bắc, hướng phía A3 bộ lạc xuất phát. Sẻn có không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, này a ba bộ lạc nếu như không nhanh chóng nhổ chu minh nhạc đại khái đi ngủ đều ngủ không an ổn hoa hoa ô một con mang hoang khu vực đặc hữu rất quả từ băng tuyết còn chưa hoàn toàn thối lui đại địa bên trên lướt qua rơi vào một gốc đã màu xanh biếc dạt dào trên đại thụ ánh mắt gắt gao chầm chầm tại tiến lên bên trong nhân loại binh sĩ trên thân làm mang hoang khu vực ăn hữu sinh vật rất quả đã dự cảm đến tử vong tới gần nó biết đồ ăn rất nhanh liền sẽ đến đến mấy mang tộc chiến sĩ lúc này thì nằm sấp ở phía xa trên đỉnh núi, sắc mặt khẩn trương nhìn chầm chầm người ở ngoài xa loại quân đội. Chuyện gì xảy ra? Tù trưởng xuất lĩnh bộ lạc đại quân đi chỗ nào? Làm sao lại có một chi quân đội nhân loại hướng phía bộ lạc ra? Đây hết thảy hết thảy nghi vấn cùng tình báo truyền về mang tộc bộ lạc về sau, lập tức liền tại mang tộc trong bộ lạc kích thích một mảnh khó nói lên lời khủng hoảng. Một trận hàng phong tập qua bộ lạc, để đông đảo mang tộc trong lòng bóng tối không khỏi khuếch trương lớn mấy phần chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chiến đấu tất cả nus bộ lạc dũng sĩ cầm lên vũ khí của các ngươi chuẩn bị nghênh kích địch nhân tại một mảnh sợ hãi cùng rết lạnh sen lẫn bên trong nus bộ lạc chúc tế đứng ra dùng hắn này khô khốc vô cùng giọng khích lệ bộ lạc trên dưới ân ừ, không sai người ta a ba bộ lạc là có danh tự gọi nus bộ lạc Nus bộ lạc chúc tế cùng A1, A2 bộ lạc chúc tế không giống, này có một ít lực lượng thần bí. Tại hắn cổ động âm thanh bên trong, trong bộ lạc mang tộc từng cái trở nên nhiệt huyết sụt sôi, nhào nhào nắm lên vũ khí, tụ tập tại bộ lạc đại môn trước đó. Chi này hội tụ Nus bộ lạc cuối cùng lực lượng đội ngũ bên trong thậm chí còn có còn vị thành niên còn nhỏ mang tộc cùng đi đường đều muốn thở lão niên mang tộc. Đương nhiên. Chúc tế lại thế nào khích lệ cũng không có khả năng để những người còn lại mấy lần nhiều. Cuối cùng, hội tụ bộ lạc cuối cùng lực lượng hơn 200 mang tộc lão ấu, áp lấy hơn 100 nô lệ, chủ động xuất kích, hướng phía ngoài 10 dặm tiến lên quân đội nhân loại chạy tới. Vì thế, bọn họ còn xuất động trong bộ lạc thạc quả cận tồn một đầu mang ngưu. Làm lúc này trong bộ lạc tối cao thủ lĩnh, chúc tế ngồi ngay ngắn ở mang ngưu trên lưng, miệng bên trong thì thầm lấy thần bí ngôn ngữ tay phải nắm lấy một cái đầu lâu thỉnh thoảng dơ lên, khiến cho một mảnh màu hồng phấn bụi rơi xuống, kích thích những cái kia bởi vì đi đường mà mệt nhọc mang tộc, phòng ngừa bọn hắn tục lại phía sau. Rất khó nói vị này chúc tế lúc này tâm tính là thế nào. Tại dĩ vãng ngày bên trong, chúc tế tại trong bộ lạc địa vị rất xấu hổ. Từ cổ chí kim, trong bộ lạc đều là tù trưởng lớn nhất. Tù trưởng lớn nhất. Tù trưởng lớn nhất. Chuyện quan trọng nói ba lần mà chúc tế thì là lão nhị đổi thành một nhân loại quốc độ xếp hạng thứ hai chính là tể tướng hoặc là phó vương này quyền hành gần với quốc vương hoàng đế tuy nói lại nhận quốc vương hoàng đế nghi kỵ nhưng tháng ngày cũng coi như không có trở ngại nhưng ở mang tộc trong bộ lạc liền không giống mang tộc dùng vũ lực vi tôn võ lực mạnh nhất vì tù trưởng võ lực thua ở tù trưởng vì tù trưởng hộ vệ cho nên cho dù là tù trưởng hộ vệ tại trong bộ lạc địa vị cũng là cao thượng vô cùng thậm chí cao hơn chúc tế đây cũng là rất bất đắc dĩ chuyện chúc tế tuy nói bởi vì hầu hạ tổ linh chủ trì tế bái tổ linh nghi thức từ đó nắm giữ như vậy một chút lực lượng thần bí nhưng điểm ấy lực lượng thần bí căn bản cũng không phải là tù trưởng hộ vệ đối thủ dưới loại tình huống này chúc tế ngày là trôi qua rất biệt khuất hiện tại tốt tù trưởng mang theo hộ vệ xuất lĩnh bộ lạc chủ lực xuất chinh nhân loại chính mình trở thành trong bộ lạc địa vị cao nhất người khống chế bộ lạc còn lại tất cả mọi người vận mệnh cái này khiến chúc tế khó được hưởng thụ mấy ngày đại quyền trong tay khoái cảm nhưng hết lần này tới lần khác lúc này nhân loại đánh tới cửa chúc tế cảm thấy cực độ khó chịu liền tự như ăn mỹ thực lúc không cẩn thận nhìn thấy trên chiếc đũa còn thừa lại một nửa lục nhức đầu con ruồi oẹ liền không có thể làm cho mình nhiều dễ chịu hai ngày sau vừa nghĩ tới đánh trận chúc tế trong lòng liền run rẩy chính mình cũng không phải xông pha chiến đấu nguyên liệu đó a à. nhưng bầu không khí đều xào đứng lên chúc tế muốn lâm trận lùi bước cũng không được không đến một giờ hai bên tại đất tuyết bên trong tao ngộ tuy nói phi mã kỵ binh đều đã bỏ mình nhưng chu minh nhạc trong tay còn có sư thứ kỵ binh a à. tám tên sư thứ kỵ binh thay phiên ra trận nhìn chầm chầm một cái mang tộc bộ lạc còn không phải ba cái đầu ngón tay bóp ốc nước ngọt mười phần chắc chính chuyện sớm biết được mang tộc bộ lạc xuất binh chu minh nhạc tự nhiên là làm một chút chuẩn bị toàn quân nguyên địa dừng lại tất cả mọi người gia nhập vào đào chiến hào trong hàng ngũ tại trước đó đại thắng về sau chu minh nhạc đối với chiến hào chiến thuật đã có sung phần tin tưởng vấn đề duy nhất chính là địa hình nơi này thái bình thản không có núi nhỏ cũng không có dòng sông khoảng cách mang tộc bộ lạc lại gần cho nên chờ mang tộc chúc tế xuất lĩnh lão ấu nô lệ lúc chạy đến, đầu kia chiến hào cũng liền chỉ đào hơn phân nửa, ngay cả cọc gỗ đều không thể chôn xuống. Vì kia mang tộc chúc tế cũng không có cái gì chiến thuật tư duy, nhìn thấy nhân loại ngay tại đào cái gì, cũng không có có mơ tưởng, khu động lấy mang ngư vòng qua chiến hào chính diện, liền tiến lên, đương nhiên, hắn cũng không có quên dốc hết toàn lực, cho mang tộc lão ấu, nô lệ thêm một cái sĩ khí bút. Không phải hắn không nghĩ thêm cái gì lực lượng bút, nhanh nhẹn bút, phòng ngữ bút, không có cách nào hắn không có những năng lực này a à. duy nhất có chính là cổ vũ sĩ khí bút. Bất quá mang tộc nha, nguyên bản liền rất cường tráng, cho cái sĩ khí búp cũng rất có tác dụng, chỉ ít bọn hắn tại thêm bút về sau, xong đến sau mang ngưu còn nhanh hơn. Lần này liền chuyện xấu. Những mang tộc đó vọt tới mang ngưu phía trước, khiến cho mang ngưu vốn là muốn nhất cử xông vào nhân loại trong trận dự định thất bại, dù sao chút tế cũng không có khả năng để mang ngưu một đường dẫm lên, như vậy, tiến lên tuyến trên đường mang tộc đều lại biến thành thi thể bày trận bày trận trường cung binh triệt thoái phía sau trọng trang thương binh tiến lên kỵ binh kỵ binh hạng nặng công kích cho cái khác binh chủng tranh thủ thời gian nhìn thấy này mang ngưu mặc kệ không hỏi nhanh như chớp liền mang theo mang tộc xông lên chu minh nhạc cũng có chút gấp chiến hào chiến thuật vô dụng a hắn vội vàng ra lệnh chỉ huy nghênh chiến bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 Công xưởng danh sách 6 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Toàn bộ trang diện có vẻ hơi hỗn loạn. Trường cung binh nhau nhau cổng cung tiễn hốt hoảng triệt thoái phía sau, tốc độ nhanh nhất kỵ binh sông lên phía trước nhất, mười hơi không đến liền cùng sông lên phía trước nhất mang tộc đụng vào nhau. Kỵ binh trường mâu tại xuyên qua mấy mang tộc lồng ngực về sau đứt gãy, chiến mã thì đem mang tộc trực tiếp đụng bay ra ngoài, về sau lại bị bên cạnh mang tộc một búa đạp nát đầu, mà cưỡi tại trên lưng ngựa kỵ binh sớm liền nhảy xuống, cô loan đao chống cự mấy cái về sau bị giết chết. Ngược lại là kỵ binh hạng nặng càng dũng mãnh một chút, nảy 20 tên kỵ binh hạng nặng tạo thành công kích nhọn mũi tên trận, trực tiếp liền xuyên qua mang tộc hơn phân nửa trận hình, thẳng đến cùng mang ngư va chạm, phương mới dừng lại. Chờ trọng trang thương binh chống đi tới thời điểm, mặc kệ là kỵ binh, vẫn là kỵ binh hạng nặng đều thương vong hầu như không còn, nhưng bọn hắn cực tốt hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đem đánh tới mang tộc công kích tình thế cho đánh xuống. Triệt thoái phía sau trường cung binh lúc này đã đứng vững gót chân, bắt đầu cầm trong tay mũi tên hướng phía mang tộc bắn ra. Đương nhiên, trường cung binh hiện tại cũng chỉ có 60 người, tên bắn ra mưa lát đác lưa thưa, tuy nói lực sát thương có, nhưng bởi vì mang tộc nhân số tại kỵ binh hạng nặng, kỵ binh va chạm về sau tiến một bước giảm bớt khiến cho tỷ lệ chính xác cũng thấp rất nhiều. Ngược lại là này hơn 580 tên trọng trang thương binh vây trôi qua về sau, trường thương như rừng, không ngừng đâm ra, đem đến gần mang tộc từng cái đâm chết, đưa đến rất tốt sát thương tác dụng. Hơn 200 mang tộc bị trường cung binh một bắn, trọng trang thương binh vừa đi vừa về mấy hiệp ám sát, lúc này liền ngã hạ non nữa, mà theo ở phía sau những nô lệ kia thấy không có ước thúc, tại chỗ bất ngờ làm phản, căn bản không hề đi để ý tới mang tộc bộ lạc đã lâm vào tầng tầng trùng vây, xoay người bỏ chạy, không bao lâu liền biến mất tại đất tuyết nơi xa. Theo mang tộc số lượng giảm bớt, vậy chút tế thúc đẩy mang ngưu xem như đưa ra tay chân, liền hướng phía trường thương đụng vào, xông vào trọng trang thương binh trong trận chính là một trận loạn dẫm, quả thực tạo thành không ít thương vong. Nhưng này đủ khả năng phát huy thực lực cũng liền giới hạn trong đây. Mang ngưu hình thể so voi còn muốn lớn hơn rất nhiều, có thể xưng lực lớn vô cùng, nhưng bị từng vòng từng vòng trọng trang thương binh vây lên, không ngừng bị trường thương đâm nhập thể nội, cho dù này năng lực khôi phục cường đại, mỗi lần thiểu thiểu chảy máu tích lũy cũng đủ làm cho này suy yếu xuống dưới. Đến nỗi vị kia mang tộc chúc tế, không đợi được mang ngưu đổ xuống, hắn lại trước bị trường cung binh tên bắn ra mũi tên đánh chết. Chiến đấu kết thúc, Chu Minh Nhạc ngay lập tức liền đem chiến tranh ma phường phóng xuất. Không phải do hắn không vội a, à, Tại kiến thức này mang tộc tù trưởng khủng bố lực công kích về sau, hắn trước đó cảm giác an toàn hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là e ngại. Thực lực bản thân còn chưa đủ A. À? Hắn vội vã tiến đến A3 bộ lạc thu lấy cột đồ đằng, nhưng cái kia có thể tăng lên chiến tranh ma phường tiến giai tỷ lệ phần trăm mang ngưu thi thể cũng không thể bỏ qua. Bất kể nói thế nào, chiến tranh ma phường tiến giai về sau, chỗ tốt còn là rất lớn, dù sao tại mảnh này mang hoang khu vực, chiến tranh ma phường tác dụng còn là rất lớn. Rất khó nói Chu Minh Nhạc sẽ không gặp phải lợi hại hơn mang tộc bộ lạc. Tám tên con rối phép thuộc đồng tâm hiệp lực, đem mang ngưu kéo vào chiến tranh ma phường bên trong. Theo mang ngưu tiến vào, chiến tranh ma phường liền vận chuyển lại, này tòa thành tháp cao theo thứ tự thắp sáng, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Sau đó trên đó màu lam thanh tiến độ liền nhanh chóng tăng lên, thoáng qua về sau toàn mãn, hóa thành một mảnh quang hoa chói mắt đem tòa thành tháp cao bao vây lại. Tương đối trước kia tiếng dai, lần này tiếng dai chỗ tiêu tốn thời gian vượt qua Chu Minh Nhạc đoán trước. Từ giữa trưa bắt đầu, mãi cho đến vào buổi tối, đại biểu cho trời đông cùng gió bão chi thần Stuart mặt trời nhỏ rơi xuống, màu đỏ ánh trăng treo lên về sau, này quang hoa chói mắt đều vẫn không có tán đi, như là một viên rơi xuống trên mặt đất bên trên vi hình mặt trời. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc cũng rất bất đắc dĩ nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời là không thể nào, khắp nơi đều là thi thể, vết máu, này mùi máu tươi chui thẳng lỗ mũi, muốn ngủ là không thể nào. Tại rời xa chiến trường 5-600 mét địa phương, dư tuyết sẻn sạch sẽ, gia thú lều chống lên, bên trong thả cái lò lửa nhỏ, không bao lâu, chu Minh Nhạc liền cảm giác dễ chịu nhiều. Tuy nói tại huyết mạch kích hoạt đến đại kỵ sĩ tầng lần về sau, hắn cũng không tính quá sợ lạnh, nhưng màn hoàng khu vực ban đêm, Nhất là hóa tuyết thời điểm, này ước lạnh hàng khí liền tự như chui vào trong xương giống nhau. Chu Minh Nhạc đều cảm giác có chút chịu không nổi. Đến nỗi binh sĩ thủ hạ của hắn là không thể nào hưởng thụ gia thú lều, đào một hố to, bên ngoài chồng lên tuyết, bên trong điểm lên hơn 10 đống đóng lửa, cũng có thể miễn cưỡng vượt qua đêm lạnh, dù sao những này chiến tranh ma phường bên trong sản xuất ra binh sĩ, trời sinh liền muốn so với người bình thường loại chống chọi lạnh nhìn nóng một chút. Lần này chiến tranh ma phường tiến dai thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa mới kết thúc. Tiến dai về sau chiến tranh ma phường bộ dáng không có biến hóa, nhưng hình thể lại là lớn hơn rộng trả hai vòng, liền chiếm diện tích mà nói, chỉ ít có 10 mẫu. Chu Minh Nhạc trong đầu nhìn thấy chiến tranh ma phường tiến dai về sau thuộc tính. Bảo cụ tên Chiến tranh ma phường, tiến dai 0% Danh sách đẳng cấp Công xưởng danh sách 6 tồn tại này ban sơ chính là công cụ danh sách không? Liệt diễm dung lô vẫn lạc sau một tia thần quyền biến thành, về sau dung nhập dị giới chu minh nhạc linh hồn, phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ. Công xưởng danh sách chính Chiến tranh công xưởng, trải qua nhiều lần tiến giai, hóa thành công xưởng danh sách 6. Chiến tranh ma phường Năng lực Chế tạo cận vệ bộ binh, cận vệ thương binh, cận vệ kỵ binh, xe nỏ, chủ tế, phi lông, chế tạo hàng thiết binh khí, hàng thiết đồ phòng ngự. Ân, ừ, chỉ xem tên không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là tại chiến tranh ma phượng đằng sau thêm một cái hào. Danh sách đẳng cấp tăng lên tới công xưởng danh sách 6, thuộc về phải có chi ý, không có vượt quá chu minh nhạc đoán trước. Binh chủng cũng tương ứng tấn thăng, ngược lại là này xe nỏ, chủ tế, phi lông, hàng thiết binh khí đồ phòng ngự, gây nên chu minh nhạc chú ý. Tại tiếng giai đến công xưởng danh sách 6 về sau, Chu Minh Nhạc chỉ cần đem lực chú ý tập trung, như vậy liền có thể xem xét càng cặn kẻ tin tức. Thí dụ như, tại hắn đem lực chú ý tập trung ở cận vệ bộ binh bên trên về sau, trong đầu lập tức liền xuất hiện một cận vệ bộ binh không gian 3 chiều độ, đồng thời ghi rõ này thân cao, lực lượng chờ một chút số liệu, cùng trên thân các loại vũ khí trang bị thuộc tính. Tương đối công xưởng danh sách 7 lúc sinh sản bộ binh hạng nặng, cận vệ bộ binh dáng người càng cao to hơn, đạt tới 2 mét đồng thời này trên người hàng thiết áo giáp mũ giáp sau bộ binh hạng nặng muốn đơn bạc rất nhiều cái này khiến cận vệ bộ binh tốc độ cùng tính linh hoạt trên diện rộng tăng lên đồng thời những này đồ phòng ngự lực phòng ngự so sánh với hạng nặng áo giáp cao hơn mặt khác bởi vì này từ lạnh sắt chế tạo thiên nhiên có thể chống cự bộ phận phụ năng lượng cùng hỏa diễm tổn thương trừ cái đó ra cận vệ bộ binh lấy cùng cái khác binh chủng thiên nhiên kế thừa chu minh nhạc huyết mạch đồng thời cũng kích hoạt huyết mạch có kỵ sĩ cấp bậc lực lượng. Điểm này để Chu Minh Nhạc nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Không hề nghi ngờ, tương đối vẹn vẹn chỉ là bình sắc đầu bộ binh hạng nặng, gần đây vệ bộ binh hoàn toàn chính là biến hóa long trời lở đất A, à, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 Ca ngợi chủ ta Chu Minh Nhạc, ca ngợi chiến tranh ma phường. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com tuy nói chưa tạo ra đến thực chiến nhưng chu minh nhạc tin tưởng giống như vậy cận vệ bộ binh chỉ cần ba đội đại khái xuất liền có thể đem a 3 bộ lạc tù trưởng cho đè chết này a 3 bộ lạc tù trưởng tuy nói thực lực cường hãn vô cùng nhưng này cốt mâu quan diễm cung đao cũng dài a à. xem hết cận vệ bộ binh giới thiệu về sau chu minh nhạc sau đó lại nhìn xem cái khác binh chủng giới thiệu ân cận vệ thương binh kỵ binh cùng cận vệ bộ binh thuộc tính không sai biệt lắm đều kế thừa chu minh nhạc huyết mạch cũng kích hoạt, áo giáp không sai biệt lắm, vũ khí là một cây dài đến 3 mét hàng thiết trường thương, chỉ bất quá cận về kỵ binh còn phân phối một thất kích hoạt địa hành long huyết mạch chiến mã, cộng thêm một thanh đại kiếm hai tay. Mà hắn nhất là ân cần xe nỏ cùng phi long, đồng dạng vượt quá tưởng tượng cường hãn. Xe nỏ dài ước chừng 3.5 mét, có thể phát xạ dài đến 3 mét hàng thiết cự tiễn, phát xạ tốc độ 15 giây một phát, phân phối 4 tên lính này dưới có bốn cái bánh xe, từ hai con chiến mã lôi kéo di động. Phi long cánh rộng 8 mét, thân dài 5 mét, hai chân, không có kỵ binh, có thể phun ra nọc độc. Đến nỗi chủ tế liền tương đối phức tạp, trừ càng lớn diện tích trị liệu thuật bên ngoài, còn có thể phạm vi diện tích gia trì phòng ngự thuật, tiến công thuật, đồng thời, Chu Minh Nhạc có thể cho bọn hắn lựa chọn một vị thần làm là tín ngưỡng, từ đó để bọn hắn ngẫu nhiên thu hoạch được nên thần ban cho ba loại thần thuật. Đương nhiên, loại tín ngưỡng này lựa chọn là tất cả chủ tế cùng nhau tín ngưỡng đồng thời mỗi ba tháng mới có thể thay thế một lần tín ngưỡng tóm lại xem hết tất cả binh chủng giới thiệu về sau chu minh nhạc cảm giác lần này tiếng dai là thật giá trị ân hẳn là tiên sinh sinh một chút binh chủng nhìn xem tình huống cụ thể nghĩ tới đây chu minh nhạc lập tức khải động chiến tranh ma phường theo chiến tranh ma phường bắt đầu vận chuyển đại môn mở ra từ bên trong bay ra 16 cái hơi mờ lại mang theo các loại sắc thái viên cầu, viên cầu đại khái là chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Đây là cái quỷ gì? Chu Minh Nhạc kém chút không có bị giật mình, bất quá làm chiến tranh ma phường, chủ nhân, hắn sau đó liền thấy những này lục sắc tròn tên cầu cùng giới thiệu. Ma Pháp Tinh Linh, chiến tranh ma phường, chuyên môn công nhân, không nhìn vật lý công kích, có thể tự mình dò xét chiến tranh ma phường, bán kính năm cây số bên trong tài nguyên khoáng sản, bảo vật, tự mình hình thành ma pháp vòng bảo hộ, bảo hộ chiến tranh ma phượng từ không bị ngoại địch phá hủy. Không hề nghi ngờ, ma pháp này tinh linh so sánh với trước kia con rối phép thuật, công nhân bình thường, không nói thực lực như thế nào, chỉ là tại công năng bên trên liền phải cường đại hơn rất nhiều. Những ma pháp kia tinh linh tuy nói là phiêu, nhưng tốc độ sau vụng về con rối phép thuật nhanh nhiều, bay đến từng cổ thi thể trước mặt, xong duỗi tay ra, thi thể kia liền tự mình bay lên, phiêu phù ở ma pháp tinh linh sau lưng chờ ma pháp tinh linh trở về chiến tranh ma phượng từ thời điểm, bọn nó sau lưng thì là nỗi lơ lửng từng dãy thi thể. Còn tốt hiện tại đã sắc trời sáng rõ, mặt trời đã dâng lên, nếu là đêm xuống thấy cảnh này, liền xem như chu minh nhạc chỉ sợ đều sẽ coi là đùng quỷ. Hiện thực phiên bản nửa đêm U Linh A. À. Đương nhiên, ma pháp tinh linh chính là ma pháp tinh linh, không phải là quỷ, cũng không phải U Linh. Đem chiến trường đều quét dọn một lần về sau, những ma pháp kia tinh linh lập tức liền văng ra tứ tán, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạc huy quang, tìm kiếm lên tài nguyên khoáng sản tới. Trận chiến đấu này chỉ có thể coi là đột phát tao ngộ chiến, không tính là cái gì đại chiến, những mang tộc đó cùng số ít binh chủng thi thể chung vào một chỗ, cũng chỉ có thể sinh sản ba đội binh chủng. Chu Minh Nhạc nhìn xem ngay tại tháo dở bên trong gia thú lều, suy nghĩ một lúc sau làm ra quyết định. Đội hai phi Long, một đội chủ tế lựa chọn sinh sản Phi Long là bởi vì hắn đối với loại này trải qua thường xuất hiện tại phim TV trong tiểu thuyết ma huyễn sinh vật có một loại thiên nhiên hiếu kỳ. Lựa chọn chủ tế thì là muốn nhìn một chút này tín ngưỡng làm sao thiết lập. Đương nhiên, lựa chọn như vậy cũng là bởi vì cả hai đủ rất cường lực. Chu Minh Nhạc sau khi quyết định không bao lâu thời gian, chiến tranh ma phường đại môn mở ra, một viên đầu lâu to lớn lập tức vươn ra, sau đó chính là nảy dài nhỏ cổ cùng to con thân thể đầu này phi long vừa rời đi đại môn thời điểm trên thân còn mang theo toàn là nước chất nhầy, như là mới vừa từ trứng bên trong nở ra tầm thương. Ân, ừ, cái này phi long cùng sư thứ giống nhau, một đội có hai đầu, nhưng không có kỵ binh, cho nên tại này hai đầu phi long sau khi đi ra, Chu Minh Nhạc lập tức liền cảm nhận được mình cùng phi long ở giữa không hiểu sinh ra một loại tâm linh kết nối loại này tâm linh kết nối có thể làm cho chu minh nhạc cảm nhận được phi long cảm xúc biến hóa cùng tiến hành đơn giản một chút giao lưu chỉ huy hô 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 đứng tại trên đất trống phi long đón vải xuống đến ánh nắng co vào tại trên lưng cánh mở rộng ra đến dùng sức vỗ mấy lần đem trên người chất nhầy vứt bỏ khiến cho làn da trở nên khô ráo tại bốn đầu phi long đều sản xuất về sau trong cửa lớn đi ra thì là hai tên mặc áo bào trắng chủ tế trừ bọn hắn trên trán có một cái thu nhỏ chiến tranh ma phường ấn ký bên ngoài, toàn thân cao thấp liền không có cái khác tiêu ký, thậm chí trên tay không có vũ khí. Đồng dạng, tại chủ tế xuất hiện về sau, Chu Minh Nhạc tới sinh ra tâm linh kết nối. Bất quá tương đối phi long mà nói, cái này chủ tế trí thông minh trình độ không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều, cho nên tâm linh kết nối có thể giao lưu càng nhiều tin tức. Ca ngợi chủ ta Chu Minh Nhạc, ca ngợi chiến tranh ma phường hai tên chủ tế đi vào chu minh nhạc trước mặt dù nói không có quỳ xuống nhưng miệng bên trong lại là nói lẩm bẩm tâm linh kết nối cũng là truyền đạt đồng dạng ngôn ngữ ta đi ca ngợi ta có cái gì dùng a à? ta cũng không phải thần không thể nào cho các ngươi thần thuật chu minh nhạc sắc mặt cổ quái nhìn xem hai tên chủ tế sau đó liền ấn mở chiến tranh ma phường giao diện bên trong thay thế tín ngưỡng tuyển hạn theo ngần ấy sau một khắc hắn trong đầu liền xuất hiện tên chi chức. Những tên này nhan sắc khác nhau, mang theo độ sáng khác biệt hào quang, nhìn qua như là một trận ba chiều ánh đèn tú. Stuart, Venom, Pansini, Alice cái này bốn cái danh tự chói mắt nhất. Ân Chu Minh Nhạc tự nhiên nhận ra những tên này. Không phải liền là đại mặt trời nhỏ cùng lam mặt trăng đỏ a. À? Không hề nghi ngờ, trong ốc lúc này nổi lên danh tự chính là thế giới này tên thần linh. Đây đối với Chu Minh Nhạc mà nói coi là một lần tri thức bổ sung chỉ ít muốn trong thế giới này đem thần linh danh tự tìm đủ, tuyệt đối là một kiện tương đối khó khăn chuyện. Bởi vì có vài quốc gia là sẽ không cho phép đối địch thần linh danh tự truyền tụng, cho dù là ghi lại ở trên trang giấy đều không được. Chu Minh Nhạc vốn cho là tùy tiện tuyển một cái tên là được, như vậy tuyển cái tương đối lợi hại, thì đang ở hắn chuẩn bị lựa chọn nóng bức cùng khô hạn chi thần ven nông thời điểm, không hiểu phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, tựa hồ có cái gì nguy hiểm phát sinh mà tình huống như vậy mặc kệ hắn ý đồ tuyển ai thời điểm đều sẽ xuất hiện chỉ bất quá nguy hiểm dự cảm cao thấp khác biệt a à. trải qua qua hắn khảo thí nguy hiểm nhất chính là đại mặt trời nhỏ lam mặt trăng đỏ tiếp theo chính là hải dương chi thần antony tinh linh chi thần anset bội thu nữ thần emin chờ một chút một hệ liệt thần linh đến nỗi uy hiếp nhỏ nhất thì là một chút danh tự cực kỳ ảm đạm thần linh thí dụ như bọ cạp thần tai saki thi nhân người bảo vệ ê thang, mưu sát chi thần keo v vân vân. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 Kỵ sĩ trưởng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cái này khiến Chu Minh Nhạc cảm giác có chút kỳ quái, tại hắn xem qua trong tiểu thuyết, kia cái gì mưu sát chi thần không nên yếu như vậy tiểu. Nhưng trong thế giới này, hắn chính là thần linh bên trong nhược tiểu nhất, đương nhiên trong này nguyên nhân cũng không phải chu minh nhạc hiện tại có thể hiểu rõ ngẫm lại hắn tạm thời từ bỏ thay thế tín ngưỡng dự định tại thay thế chủ tế tín ngưỡng thời điểm đối mặt mình thế nhưng là thần linh a hành vi của mình đồng đẳng với đánh cắp thần linh lực lượng ai biết những cái kia thần linh có thể hay không phát giác vẫn là cẩn thận một điểm vi diệu sau đó chu minh nhạc kiểm tra một chút chủ tế năng lực trị liệu thuật lại không nói nhiều ngược lại là này thả ra phòng ngự thuật, tiến công thuật để hắn cảm giác rất đáng. Chủ tế phóng thích phòng ngự thuật về sau, sung làm khảo thí đối tượng bộ binh hạng nặng trên thân lập tức liền hiện ra một vòng bạch quan nhàn nhạt, mà công kích hắn trọng trang thương binh thì cần toàn lực công kích ba lần, mới có thể để này vòng bạch quan tiêu tán. Mà phóng thích tiến công thuật hậu, mặc kệ là bộ binh hạng nặng hay là trọng trang thương binh, trên đầu đều sẽ hiển hiện một thanh hơi mờ tiểu kiếm tiêu ký, ở sau đó năm lần trong công kích, lực lượng sẽ tăng cường 50%. Chỉ xem những này số liệu, liền biết chủ tế tác dụng lớn bao nhiêu, đem này xưng là chiến lược binh chủng không có chút nào nửa điểm khuếch đại. Ngẫm lại cũng thế, đừng nhìn cái này phòng ngự thuật, tiến công thuật liền phía trước cái này mấy lần có tác dụng, nhưng trong chiến đấu, giữa song phương chém giết không phải liền là phía trước mấy chiêu thấy hiệu quả a. À. Thậm chí tại đại tập bày tác chiến thời điểm, lần thứ nhất ra ngoài, hoặc là giết chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, riêng này một đội hai tên chủ tế tại lúc tác chiến phát huy phụ trợ tác dụng, liền có thể đem binh sĩ sơ kỳ ưu thế tăng lên mấy lần trở lên. Xuất phát. Hơi giải một chút chủ tế năng lực về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức hạ lệnh xuất phát, hướng phía A3 bộ lạc hết tốc độ tiến về phía trước. Dù sao bất kể nói thế nào chiến tranh ma phường cứ sản xuất ra binh chủng lợi hại hơn nữa, cũng không phải tự thân vĩ lực ở chỗ đó a à, cơ bản nhất bảo mệnh thao tác còn phải nhìn thực lực bản thân. Cho nên A-3 bộ lạc cây kia cột đồ đằng, hắn tình thế bắt buộc. Sau 3 tiếng, đến A-3 bộ lạc. Trong bộ lạc đã không có một ai, tuyệt đại đa số mang tộc lão ấu thậm chí cả nô lệ đều tại trước đó cuộc chiến đấu kia bên trong toàn quân bị diệt. Còn lại cực thiểu số như vậy hơn 10 tên mang tộc nhìn thấy đại quân loại người tới gần, phát huy đầy đủ địch tiếng ta lùi, địch đến ta trốn phong cách biến mất tại mênh mông trong đống tuyết. Đã mang tộc trong bộ lạc đã không có một ai, Chu Minh Nhạc cũng không có khách khí, dáng này cột đồ đằng liền để xuống chiến tranh ma phương. Này 16 tên ma pháp tinh linh rất nhanh từ mở ra trong cửa lớn xuất hiện, đem cột đồ đằng một vây, đưa tay liền hướng phía cột đồ đằng chập tới. Này cột đồ đằng tại ma pháp tinh linh bàn tay vô hình phía dưới lập tức liền chấn động, này che kín hoa văn hình ảnh mặt ngoài chuyển tức liền xuất hiện từng vết nứt nhìn qua như là thoáng qua qua mấy ngàn năm, bị phong hóa tầm thường. Đúng lúc này, cột đồ đằng bên trên toát ra một cổ màu vàng sương mù, trong nháy mắt hóa thành một tôn to lớn mang tộc, này nửa người dưới cùng sương mù tương liên, dẫn theo một cây lan nha bỗng liền hướng chiến tranh ma phường bị đập xuống. Này xuất hiện về sau, khí thế cực kỳ kinh người, ở đây tất cả mọi người bao quát chu minh nhạc đều trong khoảnh khắc đó toàn thân chết lặng, không cách nào động đậy cái này chẳng lẽ chính là mang tộc trong miệng nói tới tổ linh chu minh nhạc tại cái này tổ linh trên thân cảm nhận được to lớn uy hiếp trong lòng không khỏi có chút hối hận sớm biết cái này cột đồ đằng sẽ thả ra cái đồ chơi này đến chính mình liền cách xa một chút miễn cho gặp vạ lây tốt a à, nếu như chiến tranh ma phường cử lúc này có ý thức đại khái sẽ phản chủ mà chạy cái này đều chủ nhân gì a à, này làng nha bỗng đập là ta a à. Bất quá tiếp xuống chuyện xảy ra ngược lại là vượt quá Chu Minh Nhạc đoán trước. Tổ Linh xuất hiện về sau khí thế hùng hổ, không ai bị nổi, nhưng lại tại này Lan Nha bỗng sắp đập trúng chiến tranh ma phường thời điểm, này 16 tên ma pháp tinh linh trên thân quan mang lóe lên, hợp thành một đầu tia sáng, tia sáng thoáng qua kéo dài tới đến, bỗng nhiên hình thành một tầng bao phủ tại chiến tranh ma phường phía trên màn sáng. Bành Lan Nha bỗng đánh trúng màn sáng, này truyền đến tiếng vang trực tiếp liền để Chu Minh Nhạc mất thông, trong lỗ tai chỉ có ông 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 hồi âm, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác, đồng thời một cổ để người buồn nôn buồn nôn cảm giác hiện lên trong lòng, để hắn nằm rạp trên mặt đất nhìn không được nôn mửa liên tu. Tổ linh một kích này chưa thể thành công đánh tan chiến tranh ma phường, chọc giận ma pháp tinh linh, bọn nó lập tức tăng tốc phá hủy đi cột đồ đằng tốc độ, trước sau không đến 5 giây thời gian, này cột đồ đằng trở nên phá thành mảnh nhỏ, đá vụn không ngừng rơi xuống phía dưới, khiến cho này tổ linh gào lên thê thảm về sau tự mình băng tán giải thể, lập tức tiêu tán trong không khí. Chu Minh Nhạc đối với cái này tia không hề thấy quái lạ, dù sau này tổ linh đến từ cột đồ đằng, cột đồ đằng đều nát, tổ linh còn làm sao có thể tồn tại. Muốn nói cứ như vậy một chút, hắn đối với tổ linh ngược lại là có một ít giải. Nói trắng ra, cái này tổ linh chính là mang tộc tử vong về sau linh hồn tụ hợp, lại thêm nửa tộc nhân thời gian dài tế bái tụ tập mà đến tín ngưỡng chi lực, khiến cho này càng cùng loại với bị trói buộc trên mặt đất thần linh. Chí ít tại này xuất hiện lúc chỗ mang theo uy thế, đủ để chứng minh điểm này. Nếu như không phải những ma pháp kia tinh linh căn bản liền không nhìn này uy thế lời nói, Chu Minh Nhạc hôm nay liền xem như cấm định. Theo lên ma pháp tinh linh đem cột đồ đằng mảnh vỡ đưa vào chiến tranh ma phường, một dòng nước ấm từ trong đầu của hắn sinh ra, hướng phía các vị trí cơ thể chảy ra đi, tại kích hoạt huyết mạch đồng thời, không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Hắn lúc này trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh đến, có đằng không mà lên hỏa điểu, có chui vào biến cả cự xà, càng có ngao du chân trời du lông. Những này hình ảnh số lượng rất nhiều, để hắn thấy có chút hoa mắt. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được, đây là chính mình trong huyết mạch ẩn nút lực lượng. Càng nói đơn giản, hẳn là chính mình có được những này huyết mạch, lúc này, chiến tranh ma phường chuyển hóa tín ngưỡng chi lực đem những này huyết mạch đều kích hoạt nhưng rất hiển nhiên đem tất cả huyết mạch kích hoạt cũng tiếp tục giữ vững là không thể nào cho nên tại thời gian trôi qua bên trong chi chít hình ảnh cũng tại một chút xíu giảm bớt cái này trên thực tế chính là ngay tại loại bỏ không thích hợp huyết mạch tại trong hiện thực chu minh nhạc lúc này toàn thân cao thấp lỗ chân lông mở ra từng giọt huyết châu từ trong lỗ chân lông chảy ra giọt rơi trên mặt đất sau đó trống không tan biến mất biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, làm những huyết mạch đó vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 30 loại lúc, cải tạo thân thể dòng nước ấm tiêu tán, chu minh nhạc này thân thể lão đảo muốn ngã lập tức liền đổ xuống. Không thể nghi ngờ, giống như vậy loại bỏ huyết mạch thân thể cải tạo phương thức, đối với chu minh nhạc mà nói tiêu hao rất nhiều. Rồng đã ngủ sau ba ngày ba đêm, hắn mới từ loại kia cực độ trong hư thoát khôi phục lại thực lực mình tăng lên tới kỵ sĩ trưởng cấp. Chu Minh Nhạc thử thăm dò nắm lên một cây tán loạn trên mặt đất xương bổng, huyết mạch bỗng nhiên kích hoạt, quan mang tại bao phủ toàn thân về sau lập tức liền đem xương bổng bao trùm, sau đó hắn liền một tay lấy xương bổng ném ra bên ngoài. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 Sắc phong độc lập kỵ sĩ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com bạch. Một tiếng phá không bạo hưởng truyền đến, này bị quan mang bao trùm xương bổng một nháy mắt liền xuyên thấu mấy đống phòng ốc, đem bộ lạc bên ngoài một tảng đá lớn đánh trúng chia năm xẻ bảy, đá vụn hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, thành thế cực kỳ kinh người. Lực lượng này cũng tới phải quá dễ dàng a. À. Chu Minh Nhạc đem sôi trào huyết mạch chìm xuống, xem cái bụng một chút bên trên nổi lên tám khối cơ bụng, không khỏi âm thầm đắc ý nghĩ đến, nếu như mình có thể về tới địa cầu, bằng vào cái này tám khối cơ bụng, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu phùng hoa sóng bướm a. lực lượng tới nhẹ nhõm, không nhìn thấy ta trước đó kém chút bị mang tộc tổ linh trực tiếp xử lý sao. đem a ba bộ lạc vơ vét một lần về sau, chu minh nhạc tạm thời ở đây đóng trại. ân, ừ, nơi này cũng là có mỏ. ma pháp tinh linh phát hiện một đầu mỏ đồng mạch cùng một đầu quặng sắc mạch, số lượng dự trữ là trước kia những cái kia khoáng mạch mấy lần trở lên không đem cái này hai đầu khoáng mạch đào sạch sẽ, Chu Minh Nhạc là không nguyện ý rời đi. Hoặc là nói, dựa theo hiện tại chiếm cứ địa bàn mà nói, A3 Bộ Lạc Đem sẽ trở thành hắn hướng phía mang hoàng khu vực chỗ sâu tiến phát căn cứ tân tiến. Tại một đống lớn mỏ đồng thạch bị ma pháp tinh linh đưa vào chiến tranh ma phường về sau, tài nguyên rốt cục tồn đầy, chiến tranh ma phường bắt đầu vận chuyển lại. Chu Minh Nhạc lựa chọn sinh sản chính là cận vệ kỵ binh. Mấy phút đồng hồ về sau, này che kín thần bí hoa văn đại môn mở ra một đội cận vệ kỵ binh cưỡi cường tráng chiến mã một đường tiểu chạy đến cùng cận vệ thương binh giống nhau bọn họ ăn mặc hàng thiết áo giáp yên ngựa bên cạnh treo hàng thiết trường thương mũ giáp sau có lấy một cây xinh đẹp gà cảnh lông đuôi nhất là bọn hắn dưới hông chiến mã toàn thân bao trùm tại một tầng thật mỏng hàng thiết áo lóc phía dưới thế nào xem xét đằng đằng sát khí gần đây vệ kỵ binh một đội có sáu tên chu minh nhạc cảm giác quá thiếu nhưng đợi đến hắn gần vệ bộ binh, cận vệ thương binh riêng phần mình sinh sản một đội về sau mới phát hiện, cận vệ kỵ binh mới là lương tâm A. Cận vệ bộ binh một đội 12 tên, cận vệ thương binh một đội 10 tên, so sánh với tiếng Giai trước đó ngược lại số lượng hạ xuống không ít. Đến nỗi xe nỏ càng là hạ xuống đến kịch liệt, một đội chỉ có hai chiếc. Bất kể nói thế nào, tại chiến tranh ma phường tiếng Giai thành chiến tranh ma phường về sau, sinh sản một đội binh chủng chỗ tiêu hao tài nguyên liền càng nhiều. Chu Minh Nhạc ngồi sổng ở A3 bộ lạc trồng đã đào một tuần mỏ, cũng liền chỉ đủ sinh sản ba đội binh chủng. Dù sao cái này quan sát đầu nhập chiến tranh ma phường gia tăng tài nguyên lượng cũng liền chỉ so với mỏ đồng cao nửa trên thôi, kém xa tích tắp vàng bạc mỏ. Bởi vì đào quán quá tiêu hao thời gian, Chu Minh Nhạc tại về sau sinh sản bên trên cũng liền chế định kế hoạch. Chủ tế không tiếp tục sinh sản, dù sao tại hắn quyết định thay thế chủ tế tín ngưỡng trước đó, hai tên chủ tế cộng thêm 12 tên thần quan, hai tên tăng lữ đã đầy đủ sử dụng. Xe nỏ tại sinh sản ba đội về sau, cũng dừng lại, không có cách nào, xe nỏ tuy nói uy lực to lớn, nhưng cái khác binh chủng tỷ suất chi phí. Hiệu quả cao hơn. Cho nên Chu Minh Nhạc quyết định đem sinh sản kế hoạch hướng cận vệ bộ binh, thương binh, kỵ binh cùng phi long Nhiên. Ngay tại hắn vội vàng đào quán thời điểm, nay mang theo mấy tên nô lệ đuổi tới a ba bộ lạc thì ra phờ lo vương quốc quý tộc nguyên lão viện sứ giả đi vào sơn cốc hẳn là lãnh địa sắc phong đến chu minh nhạc ngẫm lại lập tức hiểu được chính mình tại mang hoang khu vực đánh khối tiếp theo không nhỏ địa bàn cái này tin tức theo thương đội truyền về phờ lo vương quốc tất nhiên sẽ dẫn tới vương quốc cao tầng coi trọng lại thêm hăng tử tước đề cử như vậy hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề dù sao phờ lo vương quốc mang hoang khai thác pháp lệnh quy định phạm là tại mang hoang khu vực khai thác ra một khối lãnh địa đồng thời hướng phờ lo quốc vương hiệu trung như vậy phờ lo vương quốc liền sẽ thừa nhận này đối với lãnh địa quyền lợi đồng thời tiến hành sắc phong đương nhiên cái này sắc phong cũng là có giảng cứu nếu như ngươi kích hoạt huyết mạch chưa nói dựa theo lãnh địa lớn nhỏ cho ngươi phong tước chỉ bất quá so sánh với phờ lo vương quốc trong nước thấp một ngăn Thí dụ như ở trong nước đa số bá tước lĩnh là 500 dặm, tại mang hoang khu vực khai hoang thì cần khai hoang 100 không dặm mới có thể sách phong bá tước. Đương nhiên, tình huống này cũng tạo nên mọi người không nguyện ý đi mang hoang khu vực khai hoang. Ngẫm lại liền biết, tại mang hoang khu vực khai hoang, tiêu hao tài lực vật lực cũng không phải một con số nhỏ, đánh xuống địa bàn, muốn tại này nơi hoang vu không người ở giữ vững, lại là một bút con số không nhỏ, cuối cùng chỗ lấy được tước vị, so trong nước thấp một cái cấp bậc đổi thành những cái kia quý tộc là không có một người nguyện ý đi làm nhưng quý tộc không nguyện ý đi làm những người khác liền có cái này tài lực nhân lực giống chu minh nhạc như vậy đánh xuống địa bàn còn giữ vững tại phờ lò trong vương quốc coi là có một không hai bất kể nói thế nào chu minh nhạc đối với phờ lò vương quốc sắc phong vẫn còn có chút hứng thú cho nên hắn để mấy tên kỵ binh hạng nặng hộ tống nay mấy người trở về chính mình thì trực tiếp cưỡi một đầu phi long bay trở về sơn cốc. Ngoài sơn cốc dựng lấy một giải lều, chắc hẳn chính là phờ lo vương quốc quý tộc nguyên lão viện sứ giả ở chỗ đó. Cái này cũng không kỳ quái, trong sơn cốc tuy nói xây dựng không ít nhà gỗ, nhưng quý tộc nguyên lão viện sứ giả lần nữa cũng là một vị quý tộc, quý tộc làm sao có thể cùng nông phu, nô lệ ở cùng một chỗ đâu. Cho nên, cho dù ở tại trong lều vải tương đối lạnh, nhưng cao ngạo sứ giả đại nhân y nguyên khăng khăng ở tại trong lều vải. Ân, ừ, Chu Minh Nhạc đến sơn cốc thời điểm, vì kia sứ giả đại nhân còn tại trong lều vải đi ngủ đâu. Không có cách nào, tuy nói mùa đông chính tại chậm rãi qua đi, nhưng hóa tuyết thời điểm có bao nhiêu lạnh, không cần nhắc nhỏ đi. Trong lều vải bao nhiêu so bên ngoài ấm áp một chút. Chờ Chu Minh Vũ đuổi tới lều chỗ lúc, người sứ giả kia chính vuốt mắt ra. Sứ giả tên là Hung Ti, Cung đình Nam tước, Vương thất chi nhánh, tuổi chừng 40 có thừa, giữ lại xinh đẹp chầm râu nhỏ. Ân, ừ, cung đình tước vị cùng lãnh địa tước vị khác biệt, này chủ yếu trao tặng không có kích hoạt huyết mạch Vương thất thành viên cùng làm ra trọng cống hiến lớn quan viên, là không có lãnh địa một loại tước vị. Hung tì Nam tước tính cách tương đối cao ngạo, người ta là Vương thất chi nhánh nha, nhưng tại đối mặt Chu Minh Nhạc thời điểm vẫn là ôn hòa không ít, dù sao thân phận của Chu Minh Nhạc khác biệt a. À chờ hai bên hàng huyên một phen về sau, Chu Minh Nhạc mới biết được sứ giả đại nhân mang tới sắc phong văn thư hết thảy có hai phần. Một phần là sắc phong Chu Minh Nhạc vì lâm thời lĩnh chủ, một phần thì là sắc phong độc lập kỵ sĩ. Nói trắng ra, đây là hai tay chuẩn bị. Nếu như Chu Minh Nhạc không có kích hoạt huyết mạch, như vậy chính là sắc phong lâm thời lĩnh chủ. Nếu như kích hoạt huyết mạch, không cần nhiều lời, sắc phong độc lập kỵ sĩ lâm thời lĩnh chủ nhưng không tính là gì tốt sắc phong chỉ có thể duy trì một đời chu minh nhạc chết sau hậu đại là không có quyền kế thừa lãnh địa sẽ bị phờ lo vương quốc thu hồi ngược lại là độc lập kỵ sĩ rất không tệ lệ thuộc trực tiếp hiệu trung phờ lo vương thất nó địa vị xen vào kỵ sĩ cùng tử tước ở giữa này lãnh địa kế thừa cùng cái khác quý tộc giống nhau mặt khác chu minh nhạc có hay không kích hoạt huyết mạch là muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tại sứ giả nói những này về sau Chu Minh Nhạc tự nhiên là hiển bộc lộ tài năng, nắm lên một thanh trường kiếm, huyết mạch kích hoạt về sau quan mang bao trùm trường kiếm, sau đó vung ra, đem hơn 10 mét bên ngoài một khối đá đánh cho chia năm xẻ bảy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 Hỏa tích dịch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thấy cảnh này về sau, người sứ giả kia đôi mắt không khỏi sáng lên, thái độ đối với chu minh nhạc liền càng tốt hơn rất hiển nhiên cái này hung ti nam tước tuy nói không thể kích hoạt huyết mạch nhưng tầm mắt là không kém làm vì vương quốc quý tộc nguyên lão viện sứ giả nếu như ngay cả huyết mạch phải chăng kích hoạt đều không nhận ra này cũng không có làm sứ giả tư cách rất nhanh đơn sơ sắc phong nghi thức ngay tại ngoài sơn cốc cử hành đông đảo binh sĩ phân loại hai bên nông phu cùng nô lệ tự nhiên không có đến gần tư cách Hun Ti Nam Tước đại biểu quốc vương bệ hạ tiếp nhận Chu Minh Nhạc Hiệu Trung dùng trường kiếm đặt ở này vai trái trao tặng này độc lập kỳ sĩ phong tước đồng thời cũng tuyên độc độc lập kỳ sĩ nghĩa vụ cùng quyền lợi ân ừ, độc lập kỳ sĩ nghĩa vụ cùng phổ thông quý tộc không sai biệt lắm cũng chính là hàng năm hướng vương thất nộp lên trên nhất định tiền thuế tại quốc vương bệ hạ hạ đạt chiếu lệnh thời điểm cần gánh chịu nghĩa vụ quân sự bất quá xét thấy mới khai hoang ba năm đầu là không cần lên nộp thuế kim. Trừ cái đó ra, độc lập kỵ sĩ được hưởng quý tộc vốn có đặc quyền, thí dụ như giết người không cần bị tù, giao nộp phạt tiền là được. Trừ cái đó ra độc lập kỵ sĩ cùng sau hậu đại nhưng tiến về quốc đô vương thất học viện bồi dưỡng vân vân. Sắc phong nghi thức hoàn tất, chu Minh Nhạc liền trở thành độc lập kỵ sĩ, về sau người khác liền không thể trực tiếp xưng hô hắn chu mà là cần tăng thêm tôn xưng kỵ sĩ đại nhân. Đương nhiên, đó cũng không phải nói chuyện liền hoàn tất chu minh nhạc về sau còn cần tiến về quốc đô tại quý tộc nguyên lão viện lập hồ sơ mình gia tộc huy chương cùng học tập quý tộc huy chương học đây cũng là bất đắc dĩ chuyện trên thế giới này là một tên quý tộc không có kích hoạt huyết mạch không sao không có lãnh địa cũng đừng gấp nhưng không hiểu quý tộc huy chương học chính là một kiện rất muốn mạng chuyện làm một vị quý tộc nhìn thấy gia tộc của người khác huy chương lúc nếu như không biết thân phận của đối phương chính là một vị không hợp cách quý tộc đồng thời phơ lo vương quốc quý tộc nguyên lão viện hàng năm đều sẽ cùng quốc gia khác quý tộc nguyên lão viện trao đổi quý tộc huy chương tin tức để phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện hun ti nam tước ở đây xem như đợi đủ hắn vội vã muốn trở về ấm áp quốc đô cho nên tại nghi thức hoàn tất về sau liền muốn vội vàng rời đi bất quá chu minh nhạc cũng không phải loại kia không người ý tứ tự mình mang một đội cận vệ kỵ binh hộ tống xuất cảnh đối với chu minh nhạc đưa tặng thổ đặc sản một bao lớn Kim Sa cùng tự mình hộ tống, Hung Ti Nam Tước biểu thị rất hài lòng. "Chu Kỵ sĩ đại nhân, nếu như ngài đi vào Vương đô, nhất định phải báo cho biết ta, trong nhà của ta có tốt nhất lên ti rượu chờ lấy ngài." Đưa tiễn Hung Ti Nam Tước, Chu Minh Nhạc cũng không có lập tức tiến về Vương đô dự định. Dù sao đối với hắn mà nói, cái này thân phận quý tộc chỉ là một loại che giấu thôi, có không có gia tộc huy chương, hoặc là nói quý tộc đặc quyền, đối với hắn ảnh hưởng không lớn cho nên hắn trở lại trở về sơn cốc, đưa tới nay, Tais hỏi thăm một phen sơn cốc tình huống về sau, liền vội vàng cưỡi phi long trở về A3 bộ lạc. Đào càng nhiều mỏ, tạo càng nhiều binh, lớn mạnh mình thực lực, mới là hắn tiếp xuống chuyện nên làm. Đương nhiên, đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Theo thời gian trôi qua, bao trùm đại địa băng tuyết tan biến mất, nhiệt độ không khí một chút xíu tăng trở lại, khiến cho đại địa vạn vật khôi phục, lục sắc bắt đầu tại đại địa bên trên cấp tốc lan tràn ra. Hai tháng sau, A3 bộ lạc tài nguyên khoáng sản bị đào móc trống không. Bất quá cho dù đem hai đầu khoáng mạch đào rỗng, chiến tranh ma phường cũng liền chỉ sản xuất ra một đội hai binh chủng. Trong đó đội hai phi lông, bốn đội cận vệ kỵ binh, cận vệ bộ binh, cận vệ thương binh các ba đội. Nói thật, dựa theo Chu Minh Nhạc ý nghĩ, Hắn là chuẩn bị đem tài nguyên toàn bộ vùi đầu vào lực cơ động mạnh nhất trận về kỵ binh hoặc là phi long bên trên. Nhưng cân nhắc đến cao cấp binh chủng tạo thành quá đơn nhất sẽ ảnh hưởng đến vừa chiến tính, hắn cũng không thể không tự bỏ tính toán của mình. A3 bộ lạc khoáng mạch tiêu hao hầu như không còn, đối với Chu Minh Nhạc giá trị liền kịch liệt giảm xuống. Tuy nói này phụ cận có một mảng lớn thích hợp trồng trọc bình nguyên, nhưng Chu Minh Nhạc lại cũng không đủ người Tây tới khai phát. Tốt a, à? hắn cũng không muốn đem tinh lực vùi đầu vào loại trong ruộng. Sơn cốc bên kia khai khẩn ra liền đầy đủ, đã còn tay một nhà cứu mình người tình, lại miễn cưỡng có thể che giấu thân phận của mình. Bất quá để Chu Minh Nhạc có chút kinh dị chính là, tại A3 bộ lạc đào quán trong hai tháng này, hắn phái ra sư thứ tuần tra, phát hiện khoảng cách A3 bộ lạc gần nhất một cái mang tộc bộ lạc khoảng chừng 300 dặm. Dựa theo mảnh này mang hoang khu vực sản vật cung cấp, 60. 90 dặm trên cơ bản liền sẽ có một cái mang tộc bộ lạc. Coi như A3 bộ lạc trước đó chiến thắng tiêu diệt một cái mang tộc bộ lạc, tại 300 dặm phạm vi bên trong còn hẳn là tồn tại một cái mang tộc bộ lạc mới hợp lý. Đem 8 tên sư thiếu kỵ binh đều phái ra, tại cái này 300 dặm phạm vi bên trong vừa đi vừa về tuần tra mấy lần về sau, Chu Minh Nhạc tìm tới một tòa đứng vững trên bình nguyên tiểu núi lửa. Ân, ừ, tòa này tiểu núi lửa cũng chỉ có hơn 100 mét cao, nhưng bốn phía sinh tồn lấy đại lượng ăn cỏ động vật, nhưng không có bất luận cái gì một đầu mang hoang mảnh thú xuất hiện. Không hề nghi ngờ, cái này thuộc về tình huống dị thường. Tại sư thứ kỵ binh liên tục chầm chầm nửa tháng sau, Chu Minh Nhạc mới phát hiện vấn đề. Này tiểu núi lửa bên trong lại có một đầu hình thể khổng lồ hỏa tích dịch. Ngồi tại phi long trên lưng, Chu Minh Nhạc nhìn xem phía dưới đầu kia ngay tại nham tương bên trong lăn lộn hỏa tích dịch, ánh mắt có chút ngốc trệ. Trong ốc của hắn chính vang lên thanh âm nhắc nhở. Phát hiện tiếng dai tài nguyên nham tương. Phát hiện cao cấp tiếng dai tài nguyên hỏa tích dịch. Đây tuyệt đối là hắn chỗ không nghĩ tới chuyện. Nham tương thế mà cũng là tiếng dai tài nguyên. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không phải hắn coi như tỉnh táo, không chừng đã hạ lệnh để quân đội vây công nơi này. Nhưng rất hiển nhiên, liền trước mắt mà nói, đây là một kiện tương đối chuyện ngu xuẩn. Đầu kia hỏa tích dịch cũng không phải cái gì loại lương thiện. Này thân dài vượt qua 10 mét, lấy núi lửa bốn phía mạnh thú làm thức ăn. Núi lửa bốn phía mạnh thú cũng không phải kẻ yếu, trong đó không thiếu mang ngư, thạch sư loại hình, nhưng ở hỏa tích dịch trước mặt hoàn toàn chính là đồ ăn. Chu Minh Nhạc quan sát mấy ngày sau, tạm thời bỏ đi đối phó hỏa tích dịch suy nghĩ. Không có cách nào, cái này hỏa tích dịch quá mạnh. Này hình thể khổng lồ, phong ngự cực mạnh, phun ra nham tương nhiệt độ cực cao, có thể săn thức ăn đồng thể tích mạnh thú, liền cái này mấy điểm, Chu Minh Nhạc đem dưới tay tất cả quân đội cử đi đi, cố nhiên nhưng có thể đem đánh vết, nhưng tổn thất sẽ lớn đến để hắn không thể thừa nhận tình trạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại phát hiện nham tương cũng coi như tiếng dai tài nguyên về sau, Chu Minh Nhạc cảm giác chính mình không cần tại trên một thân cây treo cổ. Có cái gì nói, tìm núi lửa a. À? nhằm tương cái đồ chơi này đến từ dưới mặt đất, dù nói đối với chiến tranh ma phường cấp thấp một điểm, có thể xưng được là là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Lần này chẳng những tám tên sư thiếu kỵ binh xuất động, liền ngay cả mới vừa ra lò tám đầu phi long cũng tận số xuất phát, lấy A3 bộ lạc làm cơ sở điểm, hướng phía mang hoang khu vực bốn phía thăm dò ra. Nhưng Chu Minh Nhạc quên một điểm. Cái này mang hoang khu vực địa hình chủ yếu lấy bình nguyên, đồi núi làm chủ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói là không thể nào có núi lửa. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 Núi lửa không khô kiệt tiếng dai vật chất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Muốn nói này hỏa tích dịch căn bản cũng không phải là cái này mang hoang khu vực tự mang sinh vật, này lai lịch bí ẩn, nhưng này tiểu núi lửa trên thực tế chính là này tự mình kiến tạo sao huyệt A. À? tìm tới vỏ quả đất yếu kém điểm, đánh xuyên qua ngàn mét tầng nham thạch, dẫn xuất nham tương, đối với họa tích dịch như vậy sinh vật đến nói, chẳng qua là chậm công ra việc tinh tế thôi, căn bản không hề cái gì độ khó. Cho nên đang tìm kiếm trồng rã một tuần sau, Chu Minh Nhạc phát hiện cái này mang hoang khu vực, ân, ừ, chỉ ít lấy A3 bộ lạc làm trung tâm trong phạm vi 600 dặm là không có núi lửa loại địa hình này tồn tại. Liền cái này khiến hắn có chút gãi đầu trơ mắt nhìn xem tìm tới một loại không lo khô kiệt tiếng dai vật chất, lại tìm không thấy nơi phát ra, quả thực để người có chút đau đầu. Nhưng ngay lúc này, sư thiếu kỵ binh hội báo, thương đội đến. Cái này thương đội chạy thật đúng là cần A. À. Chờ chu Minh Nhạc nhìn thấy Anel thời điểm, mới phát hiện Hans tử tước đến. Chỉ bất quá lần này bên cạnh hắn liền theo mấy tên phòng binh sĩ, ngay cả một tên kỵ sĩ đều không có mang. Nhìn thấy Hans tử tước đến, Chu Minh Nhạc có chút kinh dị, vị này chủ làm sao tới. Tuy nói hai bên trước đó miễn cưỡng xem như có đồng bào tình nghĩa, nhưng đằng sau liền không có bao nhiêu kết giao, tối đa cũng chính là giúp đỡ đêm nay, Tais đưa tới. Dù sau này, Tais tuy nói là Temo kỳ sĩ lĩnh dân, nhưng cũng coi là Hans tử tước con dân, không có Hans tử tước gật đầu, cứ như vậy đưa đến mang hoang khu vực đến, là không thể nào. Tử tước đại nhân, ngài làm sao tới? chu minh nhạc khuôn mặt tươi cười đón lấy bất kể nói thế nào đối phương tước vị cao với mình làm che giấu chính mình dị giới khách tới thân phận một bộ phận chu minh nhạc cũng không có khả năng làm ra cái gì để người kinh dị cao ngạo cử động tới chúc mừng chúc mừng hans tử tước cũng không phải loại kia tính cách cứng nhắc băng lãnh người huống chi chu minh nhạc hiện tại là độc lập kỵ sĩ tuy nói tước vị hơi thấp với mình nhưng tóm lại không phải mình dưới trướng kỵ sĩ kể từ đó hắn nụ cười trên mặt cũng lộ ra càng chân thành một chút. Đem thương đội giao dịch sự vụ giao cho nay về sau, chu Minh Nhạc liền dẫn Hans tử tước về trụ sở của mình. Một gian sau cái khác nhà gỗ càng lớn nhà gỗ. Trên thực tế, bởi vì hắn càng nhiều thời gian đợi tại A3 bộ lạc bên kia, cái này nhà gỗ tu xây lên về sau, hắn cũng rất ít vào ở. Có chút đơn sơ, không có ý tứ. Hai người tiếng nhà gỗ, khu ra tả hữu, Chu Minh Nhạc liền hỏi lên Hans tử tước ý đồ đến. Hắn nhưng không tin đường đường một vị tử tước đại nhân lại bởi vì chúc mừng chính mình, mà cải trang vi hành mang theo mấy tên lính quèn đến cái này mang hoang khu vực tới. Phải biết, cho dù là sơn cốc cùng quốc cảnh ở giữa khu vực, cũng không phải như vậy an toàn. Quả nhiên, cái này Hans tử tước là đến tìm kiếm viện trợ. Thì ra, vị này Hans tử tước gần nhất cùng lân cận mát bá tước phát sinh một chút xung đột. Ân, ừ hai gia tộc này vẫn luôn không tính quan hệ hòa thuận, từ Hans tử tước tổ phụ tại trên chiến trường bởi vì mát bá tước tổ phụ không cứu viện mà chiến tử về sau, hai bên quan hệ trong đó liền như là hàng băng. Đương nhiên chi hậu hán Kesi tử tước phụ thân cũng cùng mát bá tước phụ thân phát sinh qua một chút mâu thuẫn xung đột. Đến ở hiện tại Hans tử tước cùng mát bá tước, bọn họ quan hệ trong đó càng là kéo dài đến tình yêu bên trên hơn mười trước hăng tử tước cưới đi mát bá tước trong lòng nữ thần cái này một chuyện kiện để hai cái gia tộc tiến một bước chuyển biến xấu mâu thuẫn hăng tử tước sở dĩ chạy đến tìm kiếm viện trợ là bởi vì phát hiện mát bá tước khoảng thời gian này ngay tại mạc binh lịch ngựa ý đồ tiến đánh hăng tử tước lãnh địa cần vạch ra chính là hai vị cầm kiếm giữa quý tộc bộc phát chiến tranh là chuyện rất bình thường duy nhất có thể hạ lệnh ngăn cản thì là cấp trên của bọn họ quý tộc phờ lò vương thất nhưng thường thường xuất phát từ suy yếu hạ cấp quý tộc thực lực nguyên nhân, phờ lo vương thất dưới tình huống bình thường là không sẽ hạ lệnh ngăn cản, tối đa cũng chính là tại một phương tuyên bố đầu hàng, từ bỏ bộ phận lãnh địa lúc, mới sẽ ra mặt. Bất quá bây giờ Hans tử tước lĩnh thực lực muốn xa xa yếu tại mát bá tước lĩnh, lại thêm trước đó tiếng đánh mang tộc bộ lạc tạo thành suy yếu, Hans tử tước muốn đối kháng mát bá tước, quá khó. Đương nhiên, Hans tử tước tìm kiếm viện trợ cũng không chỉ chu minh nhạc một người, còn có phụ cận mấy vị tử tước, nam tước. Nói thật, chu minh nhạc nơi này, hắn cũng không có ông quá lớn hy vọng. Chu Minh Nhạc vốn là không quá nghĩ tham gia phờ lo vương quốc quý tộc nội bộ phân tranh, dù sao cái này đối với hắn lại không có chỗ tốt gì. Liền xem như giúp đỡ Hăng tử tước đánh thắng, tối đa cũng chính là vớt kim tệ loại hình, cái khác thứ gì chỉ sợ là không có. Nhưng ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn ngoài ý muốn biết được vị kia mát bá tước trên lãnh địa lại có một tòa sóng núi lửa. Giúp! Chưa nói, hai ta quan hệ thế nào? Kia là cùng một cái chiến hào ra chiến hữu A. Chu Minh Nhạc không chút do dự, lúc này liền vỗ dưới bộ ngực cam đoan, để nguyên bản không có ông bao lớn dự định hăng tử tước mừng rỡ như điên. Tuy nói tới đây trước đó, hắn cũng là ông có táo không có táo đánh ba sào tử ý nghĩ dù sao lấy trước lúc gặp mặt, Chu Minh Nhạc thủ hạ cũng chỉ có này hơn 100 nông binh thôi, coi như nghe nói thương đội Anel nói, sơn cốc biến hóa rất lớn, binh lực cường thịnh, hắn cũng không có coi ra gì. Nhưng chờ hắn đến sơn cốc, nhìn thấy này mấy đầu bắt đầu lúc rơi phi lông, thủ vệ tại sơn cốc tường đá chỗ ăn mặc toàn thân hắc giáp cận vệ bộ binh về sau, cảm giác kia khẳng định liền không giống. Nói thật, hắn giống như Anel, làm sao cũng không nghĩ đến Chu Minh Nhạc những binh lực này là thế nào đến. Bởi vì mà lúc này đây, Chu Minh Nhạc cho hắn hạ cam đoan, hắn tâm tình là có thể nghĩ. Đã có như vậy cường viện, Hans Tử Tước cũng không có ở đây quá nhiều chậm trễ thời gian, hắn còn cần trở về chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu đâu. Dù sao bốn phía kéo người không chỉ có riêng chỉ có hắn Hans Tử Tước, vì kia mát bá tước vòng xã giao, nhân mạch càng rộng khắp hơn, khả năng đủ kéo đến viện quân chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Tại ước định nửa tháng sau tại Hans tòa thành gặp mặt về sau, Hans tử tước liền vội vàng dẫn người rời đi sơn cốc. Dù nói không có thương đội tùy hành, nhưng Hans tử tước cũng không lo lắng cho mình trở về an toàn. Phải biết, vị này tử tước đại nhân đã là kỵ sĩ đỉnh phong thực lực, liền xem như gặp gỡ một chút mang hoang mảnh thú, đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy nổi a? À? Hans tử tước vừa đi, Chu Minh Nhạc liền đem nay, tay hai người gọi tới, an bài trong sơn cốc một vài sự vụ. Thí dụ như mùa xuân đến, cây ruộng gieo hạt chờ một chút sự vụ liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Đương nhiên, những này đối với nay, hai người mà nói, đều không tính là gì vấn đề, dù sao hai người trước kia cũng là nông phu. Vì bảo đảm sơn cốc an toàn, Chu Minh Nhạc lần này chẳng những đem nông binh đều lưu lại, còn có chiến tranh công xưởng, thời kỳ hàng hiếm sót lại 15 tên kỵ binh, hai tên tăng lữ cũng lưu lại. Đương nhiên, những này tại chiến lược bên trên đều chỉ có thể coi là cặn bã. Chân chính đầu to vẫn là hắn đem bộ binh hạng nặng, trọng trang thương binh, kỵ binh hạng nặng, trường cung binh, thần quan thậm chí cả sư thứ kỵ binh đều lưu tại mang hoang khu vực. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.